Mọi người, bây giờ chúng ta tiếp tục với cái clip thứ hai. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chọn là ngày giờ tốt để chúng ta kích hoạt được cái phương pháp hóa giải sát khí. Như vậy để chọn cái ngày giờ tốt thì chúng ta chọn cái giờ đó là giờ thuần chánh phục, đúng không? Cái từ què của chúng ta lúc này sử dụng đó là gì? Chánh phục, cho nên chúng ta sẽ chọn cái giờ chánh phục hoặc là giờ phục chánh. Tức là chánh là thuần chánh, còn phục là địa lối phục. Thì để tính cái cách làm sao để ra được cái năm tháng ngày giờ như thế này, thì nếu như những ai mà học kinh dịch thì các bạn sẽ biết ở cái công thức hữu tương là tính theo năm tháng ngày giờ thì các bạn sẽ biết, hoặc là nếu như những ai mà chưa biết thì các bạn có thể xem cả cái clip giảng dạy về kinh dịch của mình, thì trong đó có hướng dẫn cho mọi người cách tính năm tháng ngày giờ để làm sao để ra được cái quẻ. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cũng tương đối là nhanh. Những ai mà không hiểu thì các bạn vui lòng có thể là xem lại các clip mà đầu tiên về của môn kinh dịch thì các bạn sẽ nắm ha. Bây giờ ví dụ như mình lấy cái giờ Mùi ngày 28 tháng 4 năm 2019 âm lịch để chúng ta tính toán xem từ cái giờ này có áp dụng được không. Đúng không ạ? Thì lưu ý, mọi người lưu ý luôn luôn chúng ta dùng cái âm lịch nhé, chúng ta không dùng dương lịch mà luôn dùng âm lịch. Đầu tiên thì năm này có phải là năm hợi không ạ? Năm 2019 là năm hợi, đúng không? Tháng ở đây là tháng 4. Rồi, ngày ở đây là ngày 28, đúng không? Ngày 28 thì tháng hợi, như vậy năm hợi là số mấy thì chúng ta biết 12 địa chi của chúng ta gồm có Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Thì đấy là số 1, đấy số 2, đấy số 3, số 4, số 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 10, 12. Đấy là số lý của các cái địa chi. Thì như vậy chúng ta thấy là hợi, đúng không? Hợi có phải là số 12 không? Đúng không? Ở đây là tháng 4 thì chúng ta lấy số 4 luôn. Ngày 28 chúng ta lấy luôn ngày 28. Rồi, chúng ta cộng 3 cái số này lại thì chúng ta sẽ thấy được là 12 cộng 4 và cộng 28 là ra 44. Thì chúng ta sau khi cộng lại năm, tháng và ngày, chúng ta cộng được con số bao nhiêu? Chúng ta lấy chia cho 8. Lấy được bao nhiêu chúng ta lấy số dư. Như vậy là 44 chia 8 là được 5. 5 x 8 là 4, 40, lấy 44 trừ 40 là dư 4, đúng không? Chúng ta lấy số dư. Đó. Như vậy chúng ta lấy thường quả chúng ta sẽ được 4. Thì những ai học kinh dịch thì sẽ biết rồi, 4 là chấn, đúng không? 1 là can, 2 là đoài, 3 là ly, 4 là chấn. Rồi tiếp tục, chúng ta lấy cái số 44 này, chúng ta cộng với cái giờ, đúng không? Số 44 là số 5 cộng tháng cộng ngày, sau đó chúng ta cộng với giờ. Như vậy giờ chúng ta là giờ Mùi, đúng không? Giờ mùi thì chúng ta thấy đây là số 8, đúng không? Chúng ta điền số 8 vào đây, giờ Mùi số 8. Chúng ta lưu ý này, giờ Tý là 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ Tý, đúng không? 1 đến 3 là giờ Sửu, 3 đến 5 là Dần, 5 đến 7 là Mão, 7 đến 9 là Thìn, 9 đến 11 là Tỵ, 11 đến 13 là Ngọ, 13 đến 15 là Mùi, 15 đến 17 là giờ Thân, và 17 đến 19 là Dậu, 19 đến 21 giờ là Tuất, và 21 giờ đến 23 giờ là giờ Hợi. Như vậy chúng ta chọn làm giờ Mùi, tức là trong khoảng là từ 13 giờ đến 15 giờ, tức là từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, đúng không? Chúng ta lấy giờ Mùi là số 8, thì như vậy là chúng ta lấy 44 cộng 8 là ra 52, nghĩa là 52 chúng ta cùng chia cho 8, đúng không? Chúng ta có bát quái nên chúng ta chia cho 8 thì chúng ta được lại 6, 6 x 8 là 48, đúng không? Chúng ta trừ lại chúng ta cũng thấy là dư 4, đúng không? Như vậy trên là dư 4, dưới là dư 4 thì chúng ta được quẻ chính. Quẻ chính là 4 trên 4, tức là quẻ thuần chánh. Vì sao ra quẻ thuần chánh thì mình nhắc lại là các bạn xem các cái clip về kinh dịch của mình thì biết được vì sao ra quẻ thuần chánh. Các bạn chỉ cần xem 3-4 cái bài đầu thôi thì các bạn sẽ hiểu được ra cái quẻ này, không cần phải xem hết. Các bạn xem khoảng 3-4 cái bài đầu tiên của cái lớp kinh dịch của mình trên YouTube đó. Rồi, tiếp theo
đúng không? Chúng ta sẽ tính cái thao động, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ vẽ ra quẻ thuận chấn là như vậy. Đây là tường quẻ thuận chấn. Tiếp theo chúng ta tính thao động. Để tính thao động thì chúng ta lấy luôn cái số 52 này, tức là lấy 5 tháng ngày giờ cộng lại được con số 52 này, chúng ta chia cho 6. Bởi vì chúng ta có 6 hào, đúng không? 1 hào, 2 hào, 3 hào, 4 hào, 5 hào, 6 hào, nên chúng ta chia cho 6 để chúng ta xem từ đồng hào bao nhiêu, đồng hào mấy. Thì đây là được 8, 8, 6 là 48, chúng ta dư, đúng không ạ? 52 trừ 48 là dư 4, đúng không? Dư 4 có nghĩa là đồng hào 4. Đồng hào 4, đó. Như vậy đồng hào 4 thì đây là hào 1, hào 2, hào 3, hào 4, đồng hào 4 là hào này đồng. Đúng không? Hào nào đồng thì chúng ta đánh cái dấu sao trước để biểu thị đó là hào đồng. Mà theo kinh dịch thì hào nào đồng là hào đó biến. Còn nghĩa là ví dụ như đây là vạch dương hay là hào dương, mà đồng thì sẽ biến thành hào âm. Còn những cái hào còn lại không đồng thì không có biến, vẫn bình thường. Như vậy là chỉ có cái hào này là đồng nó sẽ biến. Thì như vậy từ cái quẻ này nó sẽ biến ra quẻ mới, đúng không? Đó, đây gọi là quẻ này là quẻ biến. À, đây là quẻ biến, gọi là quẻ đìa lôi phục. Đây là quẻ biến, đúng không? Còn bên này là quẻ chính. Chúng ta thấy rằng so hai quẻ này thì có cái hao thứ tư này là khác nhau thôi, còn tất cả các hao này là đều giống nhau, đúng không? Thì hao thứ tư là hao đồng nên nó sẽ biến. Như vậy chúng ta sẽ thấy được là vào cái giờ Mùi ngày 28 tháng 4 năm 2019 âm lịch thì đó là cái giờ thuần chấn biến thành đìa lôi phục. Vào cái giờ này, tức là khoảng 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, chúng ta tiến hành kéo cái đồng hồ và chúng ta tiến hành đặt cái đồng hồ ngay tại cái phương vị mà sát khí chiếu vào nhà mình, đúng không? Thì lúc đó chúng ta đã hóa giải, kích hoạt hóa giải được cái sát khí đó, đúng không? Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn cái giờ khác, đó là giờ ngược lại với giờ chấn phục, thì sẽ giờ phục chấn, tức là giờ điều đối phục thân chấn. Đương nhiên cái giờ này thì nó sẽ không có tốt bằng bằng cái giờ chấn phục, nhưng mà trường hợp mà chúng ta tìm không ra thì chúng ta cũng có thể chọn cái giờ này. Bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ khác vào cái giờ phục chấn này để các bạn theo dõi. Ví dụ như là giờ Mão đi, ngày 7 tháng 5 2019 cũng là âm lịch luôn. Luôn luôn là âm lịch mọi người ha. Chúng ta sử dụng âm lịch chứ chúng ta không sử dụng dương lịch. Đó. Vào cái giờ này thì chúng ta cũng làm những cái động tác tương tự như lúc này, chúng ta tìm cái thường quái, tìm cái hạ quái và tìm thao động. Thì đầu tiên là năm 2019 cũng là năm Hợi, đúng không? Năm Hợi là số 12. Tiếp tục năm Hợi là số 12 này. Tiếp tục là tháng, đúng không? Tháng ở đây là tháng 5. Ngày ở đây là ngày 7, như vậy chúng ta cộng lại 12 cộng 5 là 17, 17 cộng 7 là 24, đúng không? 24 chúng ta chia cho 8, chúng ta thấy được 3, 3 x 8 là 24, như vậy 24 trừ 24 như vậy là 0, như vậy chỗ này dư 0. Dư 0 là một trường hợp đặc biệt, mà khi dư 0 như vậy chúng ta chia cho 8 bát quái, cho nên khi mà dư 0 chúng ta sẽ lấy 8. Đây là trường hợp đặc biệt nha mọi người, dư 0 lấy 8, rồi. Tiếp theo, như vậy là chúng ta có cái thường quái là được 8 rồi. Tiếp theo là chúng ta tìm hạ quái thì chúng ta sẽ lấy 24 này, đúng không? Chúng ta cộng với giờ Mão, đúng không? Giờ này là giờ Mão. Giờ Mão chúng ta thấy rằng là đây, giờ Mão là số 4, đúng không? Giờ Mão này, số 4 này. Thì chúng ta cộng lại chúng ta thấy được 28, đúng không? 28 chúng ta vẫn tiếp tục chia cho 8, được 3, 3 x 8 24, trừ lại, như vậy sẽ được là dư 4, đúng không? Dư 4 thì lấy luôn 4. Chỉ có trường hợp dư 0 thì chúng ta lấy 8. Như vậy chúng ta sẽ được quẻ chính là gì? 8 đến 4, đúng không? Quẻ chính là 8 đến 4. 8 đến 4 chính là đi lối phục. Và cái tường quẻ đi lối phục là như thế này. Đây là quẻ phục. Rồi, sau đó chúng ta tiếp tục tìm hao động, đúng không? Hao động thì chúng ta lấy số 28 này chúng ta chia cho 6, có 6 hào, đúng không?
1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn luôn có 6 hào, cho nên chúng ta tìm hào đồng của chúng ta chia cho 6. Tìm thường quái và hòa quái chúng ta luôn luôn chia cho 8, đúng không? Lấy số dư. Còn tìm hào đồng thì lại là chia cho 6, lấy số dư. Đối với trường hợp hào đồng này chia cho 6 mà chia hết tức là dư 0 thì lại lấy là 6. Còn trường hợp mà tìm thường quái và hòa quái mà chia cho 8 mà dư 0 thì lấy 8. Rồi trường hợp này chia 28 chia 6 được 4, 4 nhân 6 là 24, đúng không? Chúng ta trừ chúng ta thấy là dư 4, đúng không? Dư 4 có nghĩa là đồng hào 4. Rồi, đồng hào 4, 1, 2, 3, 4 thì hào nào đồng thì chúng ta đánh dấu sao ở trước để biểu hiện hào đồng. Và hào nào đồng thì hào đó biến, có nghĩa là cái hào này biến, cả hào còn lại bình nguyên, thì chúng ta sẽ được một cái quẻ mới, đúng không ạ? Đây chính là quẻ phân chấn. À, mọi người so sánh hai cái quẻ này mình thấy tiếp tục nó khác cái hào này thôi, bởi vì cái hào này nó đồng cho nên là biến. Thì như vậy là gì? Vào giờ Mão ngày 7 tháng 5 2019 âm lịch chính là cái giờ phục chấn. Ngoài giờ đó chúng ta cùng có thể là treo đồng hồ hoặc là đặt đồng hồ tại cái phương vị sát khí để mà hóa giải được cái sát khí cho nhà mình. Đó, như vậy là mình cho các bạn hai cái ví dụ, trong đó một ví dụ là giờ thân chấn điều lối phục, và một ví dụ ngược lại đó là điều lối phục thân chấn, để các bạn có thể chọn và có thể hóa giải treo cái đồng hồ hoặc là đặt cái đồng hồ hóa giải mà sát khí. Nếu như những ai học sâu về kinh dịch nữa thì chúng ta được chọn đúng vào cái hào đồng mà lấm thanh lấm nữa thì càng tốt. Tức là ví dụ chọn những cái ngày nào được cái quẻ chấn phục hoặc là phục chấn nhưng mà hào đồng mà lấm thanh lấm nữa thì lại là càng tốt. Thì đương nhiên những ai học sâu về kinh dịch một chút xíu, mọi người biết cách án về lục thân lục thú thì lúc đó chúng ta mới dùng được. Còn bình thường thì chúng ta dùng thân chấn và phục là được rồi, hoặc là phục thân chấn là tốt lắm rồi. Còn để có được cái đồng ngay tại thanh long nữa thì nó hơi là khó tìm và chọn. Tiếp theo, sau hai cái ví dụ đó thì có một số bạn sẽ thắc mắc rằng là đó là do mình có sẵn cái ví dụ để mình tính ra đúng ngay cái quẻ là chấn với phục hoặc là phục và chấn luôn. Như vậy trong trường hợp mà mình không biết được, mình thì làm sao để mình có thể tính toán được, mình chọn được cái ngày giờ nào là có luôn cái quẻ chấn phục, thì mình sẽ cho một ví dụ một ngày bất kỳ để mình sẽ tìm, hướng dẫn mọi người tìm làm sao để ra được cái quẻ phục chấn đó cho mọi người hoặc là chấn phục. Và trong hai cái giờ chấn hóa phục hoặc là phục hóa chấn thì mọi người lưu ý là chấn phục là vẫn là tốt hơn là phục chấn ha. Rồi mình lấy giả sử như bây giờ mình lấy là ngày ví dụ như 25 đi, tháng 4 đi, năm 2019 đi, đúng không? Ví dụ như vào cái ngày lấy ví dụ đại thôi, ví dụ như ngày hôm nay là ngày 25 tháng 4 2019, mình muốn là sẽ đặt cái đồng hồ ở tại cái phương vị đó để hóa giải sát khí, nhưng mà mình không biết được rằng là cái ngày nào sẽ ra quẻ là chấn phục, thì mình bắt đầu mình sẽ từ cái ngày mình ấn định đây và mình sẽ tiếp tục đi chọn những cái ngày khác chọn để mà tìm ra cái ngày mà có chấn phục. Như vậy đầu tiên là đối với cái ngày bất kỳ, đúng không? Ngày bất kỳ ở đây là năm này 2019 có phải là năm hợi không? Đúng không? Năm hợi là số 12, đúng không? Tháng ở đây chúng ta thấy đấy là tháng 4. Ngày này là ngày 25, đúng không? Thì như vậy chúng ta cứ cầm là bình thường. Như vậy là 12 cộng 4 là 16, 16 cộng 25 ra 41. Đúng không? Chúng ta lấy 41 chúng ta chia cho 8 để chúng ta tìm thường quái. Như vậy 41 chia cho 8 được 5, 5 x 8 là 4, 40 chúng ta trừ 41 trừ 40 là dư 1. Như vậy theo cách tính trên thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là dư 1. Dư 1 có nghĩa là thường quái là số 1. Đúng không? Về cái năm tháng ngày này thì có thường quái luôn luôn là số 1. Thì mọi người sẽ lưu ý rằng như thế này, nếu như thường quái là số 1 thì nó đâu có ra được cái quẻ thân chấn, bởi vì quẻ thân chấn lúc này là rõ ràng là 4/4, đúng không? Và đồng hào 4, hào 4 thì ra quẻ 8/4, đúng không? Cái dữ liệu của mình là vậy, tức là thường quái là 4, hà quái phải là 4 và đồng cũng phải là đồng hào 4 thì lúc này nó mới ra được quẻ phục. Thì ở đây mà dư 1 có nghĩa là thường quái là nó đã sai rồi, đúng không? Ở đây 1 mà đây 4 là nó đã sai. Như vậy muốn ở đây thành 4 thì rõ ràng có phải cần thiếu 3 đơn vị á, đúng không? Đây 1 mà muốn tiến lên 4 thì cần phải tiến 3 đơn vị. Mà 3 đơn vị thì như vậy là đây là có 5 tháng ngày. Thì mình tiến làm sao để ở đây thêm được 3 đơn vị nữa là
có phải là thành dư 4 không? Nhưng mà ví dụ như mình tăng năm 1, tăng tháng 1, tăng ngày 1, đúng không? Ngày 26 tháng 5 năm 2020. Đúng không? Xin lỗi, 2020 là về số 1 rồi. Như vậy giả sử như vẫn trong năm hợi này, mình muốn đặt trong năm hợi thì như vậy là ngày 25 tháng 4 đúng không? 25 tháng 4, như vậy mình cần thêm 3. Thì có phải là giả sử mình tăng đây 3 thì mình tăng đây 0, ví dụ ngày 28 tháng 4. Đúng không? Hoặc là tăng đây 2, tăng đây 1 thì là 27 tháng 5. Rồi 26 tháng 6. Đúng không? Thì đó là đều là những ngày mà có thể ra được cái thường quái này, cái số trên này là bằng 4 này. Tóm lại hãy làm sao đó, cái này 3, cái này cộng lại 5 tháng ngày cộng lại chia cho 8 mà dư được 4 là sẽ đáp ứng được cái điều kiện đầu tiên. Ở đây dư 1 có nghĩa là thiếu 3. Thiếu 3 thì mình cộng vô làm sao đó, cộng 3 đơn vị mình có thể chia ra ở đây. Đúng không? Thì ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là ngày 27 tháng 5 đi. Đúng không? Như vậy mình sẽ chọn 8 chọn ngày 27 tháng 5 2019. Như vậy ngày 27 tháng 5 2019 âm lịch thì vẫn năm thì vẫn là năm hợi dự nguyên đúng không? Năm hợi số 12 tháng. Đúng không? Tháng là tháng 5, ngày là ngày 27. Đúng không? Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ thấy 12 cộng 7. 12 cộng 5 là 17, 17 về 27 là 44. Đúng không? Chúng ta chia cho 8 được 5, 5 x 8 4, 10 chúng ta trừ lại chúng ta thấy dư 4. Đúng không? Dư 4, như vậy là cái điều kiện đầu tiên là đáp ứng chưa? Điều kiện đầu tiên là thường quái là 4, tức là số đầu tiên dư 4. Điều kiện thứ hai là số thứ hai dư 4 và điều kiện thứ ba là đồng thau 4. Thì chúng ta tiếp tục kiểm tra cái điều kiện thứ hai xem thử là cái số thứ hai này dư 4 như thế nào. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là trong cái ngày này này, cái ngày 27 tháng 5 năm 2019 này nó dư 4 là điều kiện. Điều kiện thứ hai là chúng ta chọn cái giờ nào để làm sao cho ở dưới này cũng là dư 4 luôn. Đúng không? Chọn cái giờ nào để khi chúng ta cộng với cái số 44 này này và chúng ta chia cho 8 thì vẫn là dư 4. Đúng chưa? Mà khi mà muốn rằng cái giờ nào đó mà cộng lại cộng cái số này mà cùng dư cho 4 và bên trên này đầu là dư 4, nó tiếp tục dư 4 thì cái giờ đó miền sao nó là bội số của 8. Thì là đáp ứng được yêu cầu liền. Đúng không? Ví dụ như chúng ta lúc đó chúng ta sẽ chọn giờ mùi liền. Đúng không? Bởi vì giờ mùi là 8 chia cho 8, cộng vào đây chia cho 8 thì cái số dư nó không thay đổi, nó vẫn là dư 4. Đúng không? Thì lúc đó gì? Chúng ta lấy 44. Chúng ta chọn vào giờ mùi. Đúng không? Thì được là được 8, chúng ta sẽ có được ngay số 52. Đúng không? 52 chúng ta chia cho 8 được 6, 6 x 8 48, chúng ta trừ lại chúng ta thấy vẫn là dư 4. Đúng không? Chúng ta thấy có cái mèo chưa? Như vậy là số trên cũng là 4, số dưới cũng là 4. À, chúng ta thấy cái mèo chưa? Cái mèo này luôn luôn là gì? Số trên là chia hết cho chia cho 8 mà dư 4 rồi. Mà số dưới cùng cân chia cho 8 dư 4 thì chỉ việc chọn cái giờ làm sao cho cái giờ đó là bội số của 8 là được. Là luôn luôn số dưới là cùng là dư 4 để cho chúng ta có 4. Như vậy chúng ta sẽ được là thường quái là 4, hạ quái là 4. Như vậy đáp ứng hai điều kiện. Điều kiện cuối cùng đó là cùng phải đồng thau 4. Đúng không? Đồng thau 4. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra thao đồng. Kiểm tra thao đồng này chúng ta lấy con số 52 này. Đúng không? Chúng ta chia cho 6 thì chúng ta sẽ được 8, 8, 6, 48. Chúng ta trừ lại 52 trừ 8 chúng ta sẽ lấy dư 4 chưa? Quá đẹp, đúng không ạ? Như vậy dư 4 có nghĩa là đồng thau 4. Rất là đẹp luôn. Đó. Như vậy bây giờ chúng ta có phải là đáp ứng được 3 điều kiện rồi không? Trên này là 4, dưới này là 4 và đồng thau 4 sẽ đáp quẻ đối phục. Khi mà mình vẽ quẻ thì mình sẽ vẽ như thế này. Rồi, đây là quẻ 4 trên 4 tức là thuận chấn. Đây là đồng thau 4 sẽ ra quẻ này. Đây là địa lối phục, đây là thuận chấn, địa lối phục. Như vậy là xong, đúng không ạ? Như vậy là gì? Có một ngày bất kỳ là từ cái ngày đó chúng ta có thể gia giảm cầm hoặc là trừ thêm ngày tháng như thế nào để chúng ta ra được cái quẻ phù hợp 4 trên 4. Sau đó chúng ta tính cái thao đồng trong những cái tròn, những cái giờ để có cái thao đồng ra thao 4 nữa thì sẽ được quẻ là chấn và phục. Như vậy là mình đã hướng dẫn với mọi người cách chọn năm tháng ngày giờ để mà treo cái đồng hồ hoặc là đặt cái đồng hồ để mà hóa giải các cái sát khí. Thì các bạn có thể xem kỹ clip để mà hiểu hơn, hoặc là xem cả cái clip về kinh dịch của mình để nắm thêm về kiến thức, có kiến thức về kinh dịch thì các bạn sẽ
có cái sự tin tưởng vào cái việc hóa giải của mình là thành công. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip tiếp theo.